Việt Nam Cộng Hòa phải
được sự hậu thuẫn của toàn dân. Phải là niềm tự hào, là nơi tập trung tinh hoa của đất nước, là nơi quy tụ tất cả mọi thành phần quốc gia chân chính, những chiến sĩ dân tộc quả cảm, những anh hùng hào kiệt và các bạn thanh niên, sinh viên, học sinh thế hệ chủ lực của nhân dân. Tất cả phải nô nức tụ hội dưới ngọn cờ vàng chính nghĩa quốc gia. Chúng ta bây giờ sinh mệnh của dân tộc như lòng mây gặp gỡ các cánh những ước mơ thăng hoa khát vọng được công lên tổ quốc. Ngoài đây vũ trụ thì tranh phanh, trời đất xoay mình, càng khôn vận chuyển ứng với vật tùng tất tiên. Đó là lẽ huyền thông của vũ trụ sẽ đưa dân tộc Việt Nam của chúng ta bước vào một vận hội mới kỷ nguyên thân dân chủ của nhân loại. Tất cả các thế chức thành viên của nền Việt Nam Cộng Hòa đều phải xác quyết tuyệt đối trung thành với tổ quốc Việt Nam. Phải có tư cách sống đạo đức, biết tự chủ, chí công vô tư, cần kiệm liêm chính, hoàn thành tốt sứ mệnh mà tổ quốc và nhân dân giao phó. Phải nhất quyết cùng toàn dân tận diệt cho được chế độ tà quyền cộng sản để khai sáng nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, tăng kỷ nguyên tăng dân chủ về nhân bản và tình người, để con thuyền quốc gia vượt thuyền dương đón ánh quang vui mới đến bến bờ tự do, để bánh xe Việt Nam sẽ tắt nhịp cùng thời đại văn minh của thế nhân. Những ai đã không tỏ quyền vi của tạo hóa, lẽ hung suy của thời cuộc, xuyên thấu mọi nguồn căn của lịch sử, tất sẽ nhận ra đệ tam Việt Nam Cộng Hòa là thể hiện cách nhân và ý chí của quốc dân và tuổi trẻ Việt Nam. Đang trở thành sức mạnh cải cách của quốc gia, đó là thế tất yếu và tất thắng của dân tộc, mà không một ai, không một thế lực phản quốc nào có thể ngăn cản được. Hôm nay dù trời gió lạnh, dù mọi điều kiện và hoàn cảnh còn chưa hoàn toàn như ý nguyện, nhưng tôi quyết định chấp nhận sự đề cử của quốc dân đồng bào và sự thỉnh nguyện của quý vị đại biểu như giới chức thành viên trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, với lòng chân chính nhiệt thành cũng giúp dân cứu nước. Tổng thống, chức phong linh liệt sĩ, các
vị anh hùng vô danh, trước bài vị của các tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa, để chứng minh chiến sĩ quốc gia luôn có tấm lòng son sắt. Hay gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
cộng đồng, cố vấn ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị này diễn ra tại thành đô Chen Dương, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Sinh Sơn, Tây Nam, nước Tàu, nhưng không hề được tiết lộ hay thông qua bất kỳ một cơ chế nào để vào Quốc hội và Chính phủ Cộng sản Việt Nam. Cho tới nay, chưa có một đảng viên Cộng sản nào, kể cả Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Phúc, Trần Thị Kim Ngân hay Nguyễn Tấn Dũng đều không thể biết được nội dung của một ước thành đô. Thì Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười và Phạm Văn Đồng đều là biết. Còn đầu sỏ Cộng sản Việt Nam hiện nay chỉ biết cúi đầu vẫn phục tàu cộng để duy trì quyền lợi bất kể tương lai của đất nước và dân tộc Việt Nam. Ngoài ra, trong thời gian vừa qua,
nhà nước cộng sản Việt Nam còn cho phép sử dụng nhân dân tệ trong việc giao dịch buôn bán hàng hóa với 7 tỉnh dọc trên biên giới phía Bắc giáp nước Cộng hòa Xã hội. Mặc dù chính sách đó đi ngược với các điều khoản hiến pháp của cái gọi là nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quy định. Tiếp theo là chúng chủ trương áp dụng việc cải cách chiến lược cho hai tên Cao Xuân Huy Điền và Hồ Ngọc Đại nhận ra để thực hiện mưu đồ đồng hóa giáo dục và văn hóa theo mô hình của Đạo Phật. Tóm lại, tất cả chương trình kế hoạch của Cộng sản Việt Nam đặt ra đều dựa theo thỏa thuận tổng theo kế hoạch 1.000 người của Đạo Phật khởi chiến từ năm 1990 để du học sinh, sinh viên qua Hoa Kỳ học hỏi, đánh cấp nền công nghệ cao cấp và làm giá trị. Cộng sản Việt Nam cái nghị quyết 36 của Bộ Chính trị của chúng ta mình ngày 26 tháng 3 năm 2004 đối với người Việt ở hải ngoại, chúng cũng dùng chính sách để mưu sinh viên, quân gia, bảo lãnh thân nhân là môn phú giả, tu sĩ giả từ các nước Tây Phương, nhất là tại Hoa Kỳ, và chỉ có con cháu cán bộ cộng sản làm giàu nhờ tiền tham nhũng mới có khả năng tài chính để thực hiện các công việc này. Chúng tổ chức các hội Việt Kiều yêu nước để cài người vào, chúng tài trợ xây chùa và một số các cộng đồng Phật giáo khắp nơi ở đất Mỹ để làm kinh cơ sở kinh tài và để đưa các sự quốc dân trái hình xâm nhập phá hoại. Cộng sản Việt Nam và quê người và các cộng đồng Việt ở hải ngoại mua chuộc các dân chủ là toàn thắng của nhà sống công. Chúng lèo lái các cơ quan truyền thông báo chí quy hình tung ra những tin đồn thất thiệt làm người dân Việt ở các nước cũng như ở hải ngoại hoang mang mất định hướng, không phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, ai là bạn, ai là kẻ thù. Trong quá khứ, khi nước Việt bị Tàu xâm lược thì toàn dân cùng đồng lòng đánh giặc, nhưng hiện tình Việt Nam thì khác. Dân ta không những bị giặc ngoại xâm mà trên cổ bị ba dòng thắt chặt, đó là Tàu Cộng, Nga Xô và bọn cầm quyền cộng sản Việt Nam. Áp lực Nga Xô đã tạm dịu đi, nhưng vẫn còn Tàu Cộng và cộng sản Việt Nam chấp nhận được tay sai. Do đó, nếu không mạnh mẽ hậu thuẫn cho đệ tam Việt Nam Cộng Hòa trở về nắm chính quyền thì e rằng quả bất nước và toàn dân phải làm nô lệ cho dân Tàu là điều khó chấp nhận. Vì vậy, ông trời là thượng thiên, nhân dân là thiên hạ, là ông trời dưới đất. Tuy từng người trong chúng ta chỉ là những hạt cát, nhưng triệu hạt cát sẽ bao bọc được cả đại dương. Giữa thời khắc linh thiêng này, chúng ta những con dân Việt Nam chân chính với niềm tin bất diệt, có ý chí mạnh mẽ vô song, với khát vọng nhìn thấy nhân dân thoát cảnh lầm than, đất nước được thanh bình, mọi người ai cũng sống trong thanh bình, tâm linh hướng thượng, xã hội công bằng, con người bình đẳng, phải gắn bó với nhau, hậu thuẫn cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và đệ tam Việt Nam Cộng Hòa để sẵn sàng vào giờ phút tối hậu của đất nước đứng lên diệt tiệt chủ nghĩa cộng sản
toàn thể quốc dân đồng bào, thưa các bạn thanh niên, sinh viên, học sinh thân mến. Chính tà chân giả đã quá rõ ràng minh bạch, không cần kể thêm những tội ác của cộng sản Việt Nam với đất nước và nhân dân. Thức thời mới là trang quân kiệt, muốn lật đổ giải thể chế độ cộng sản Việt Nam thì phải xác quyết triệt để. Đảng cộng sản Việt Nam không phải là đại diện cho đất nước và người Việt Nam. Phải rút ra khỏi những điều kiện của nó, nhưng ngoài nó mới có thể phủ nhận hoàn toàn vai trò và sự tồn tại của đảng cộng sản, để không bị nó khống chế, lừa bị lèo lái. Mọi người hãy bình tâm mà suy xét, hãy để những gì tinh hoa nhất, chân chính nhất, nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn mình đổi dậy, trở về với chính nghĩa dân tộc, tham gia cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, hoàn thành công cuộc lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Nam nữ, thanh niên, sinh viên, học sinh, các bạn chính là chủ lực của quốc gia, là tương lai của đất nước, là lương cột của nước nhà. Các bạn cần xóa dần những tư tưởng sai lệch, những tuyên truyền lừa bị, ăn chơi chủy lạc mà cộng sản Việt Nam vô thần phát giáo đầu độc. Các em, các bạn, các cháu phải trở thành những người Việt Nam chân chính, những người mới tân dân chủ, để góp phần xây dựng đất nước tiến lên cùng Nam Châu bốn biển. Chúng tôi thấu hiểu các bạn, các em, các cháu sống trong xã hội cộng sản từ nhỏ, bị bóng ma bạo lực cộng sản du nhập, không chế, đe dọa, thì ít nhất một lần trong đời anh chị em và các cháu phải vượt qua nỗi sợ hãi để quyết định tương lai cho chính mình. Đó cũng là trách nhiệm đối với bản thân, với đất nước và các thế hệ mai sau. Sống thì phải cho lẫm liệt, mà khác cũng phải đáng tự hào, bất khuất hậu nhân. Thưa các vị thành phần đảng cộng sản Việt Nam, trong tâm các vị còn hiểu rõ hơn ai hết tình thế của đất nước. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời cũng thấu hiểu được hoàn cảnh khó khăn, bế tắc của các vị bị mê muội trong phần lẫn quẩn tham tưởng. Người sống trong trời đất phải thuận theo tự nhiên, trên thuận theo ý trời, dưới hợp lòng dân. Các vị cũng có chung nguồn cội là con cháu lạc hậu, phải biết kỹ, biết lo cho dân nghiệp, đừng chỉ vì quá ích kỷ, tôn lời riêng của mình, chỉ ăn chắc quyền lợi, đợi lọc đất trời, để người dân Việt Nam phải lòng an cúi đầu, chịu theo kiếp họa nạn giặc cào một lần nữa. Quý vị đừng quá lớn với nhu nhược và bị tàu cộng uy hiếp, khống chế, lèo lái để bế tắc làm điều. Đừng quên rằng Việt Nam có một lịch sử oai hùng bất khuất trước mọi thế lực ngoại quan. Chỉ cần xóa bỏ ngay chế độ cộng sản để yên tâm bầu lên một chính phủ mới, sức mạnh xây dựng đất nước ổn định, cường thịnh, phát huy nội lực toàn dân, thì hiểm họa ngoại xâm tự khắc bị tiêu diệt. Các chế độ khủng bố phi dân chủ không có nhân quyền có tồn tại trong thế giới văn minh ngày nay. Cộng sản trước sau rồi cũng phải tan rã, hãy trở về với nhân dân, tiến tay cùng chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để ta Việt Nam cộng hòa.
Việt Nam ghi nhớ biết ơn. Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đã giữ cao của cờ chính nghĩa đoàn kết. Nhân dân tổng thống để Nam Việt Nam cộng hòa, tôi xác định bỏ cổng toàn biệt Việt Nam giết Việt. Đây là cơ hội lịch sử của quý vị. Một là trở thành người có công với đất nước. Hai là tội nhân thiên bổ, tội đồ của dân tộc. Đó là do chính quý vị các vị phải chọn lựa. Chúng còn xử lý tối tân và an toàn do chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời cung cấp, được thế giới văn minh ủng hộ, đã được đưa đến tận tay người Việt Nam. Hầu tự quyết định vận mệnh và tương lai của tổ quốc và dân tộc Việt Nam. Số phiếu và minh chứng của thế giới là người Việt cộng đồng muốn thay đổi chế độ cộng sản bằng chính thể Việt Nam cộng hòa tự do và dân chủ. Ai còn có trí khôn, có sự tỉnh táo, kể cả những cán bộ đảng viên cộng sản Việt Nam cũng nên thức tỉnh, hồi tâm, tham gia tìm cầu dân ý để thoát phòng nô lệ tào tộc. Tất cả các đảng viên cộng sản Việt Nam phải biết rằng các vị đã mất hơn 80 năm tại miền Bắc và 43 năm tại miền Nam. Những người dân Việt Nam bị cộng sản cướp nước, những người đang ly hôn, tị tổ, cùng với những đồng bào đang bị quý vị khống chế trong nước, chỉ cần 5 phút là có thể bầu chọn được vị nguyên thủ quốc gia, là có thể lấy lại chủ quyền của đất nước, không tốn một viên đạn, không đổ một giọt mồ hôi. Cộng sản Việt Nam đương nhiên phải bắt tay, thì không thể nào khống chế được lòng ái quốc và tinh thần bất khuất thèm khát tự do và dân chủ của toàn dân. Đương nhiên các vị phải thất bại chúc Việt Nam cộng hòa. Hôm nay với tư cách là tổng thống của nền lễ tang Việt Nam cộng hòa, là người thừa kế hợp pháp của nền lễ nhất và đệ nhị cộng hòa, chúng tôi chính thức yêu cầu Trung Cộng phải trả lại vô điều kiện cho Việt Nam cộng hòa chủ quyền trên hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Và phải trả lại cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời hay phá vỡ tất cả những công trình xây dựng trái phép trên các đảo nhân tạo với mưu đồ quân sự hóa Việt Nam. Đồng thời chúng tôi cũng yêu cầu Trung Cộng phải tôn trọng chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam cộng hòa. Điều đó việc khai thác trên đất liền, trên biển Đông, trong thềm lục địa Việt Nam của tạo cộng xem như bất hợp pháp, vi phạm công pháp quốc tế một cách cấm nhận. Với tư cách là tổng thống của nền lễ tang Việt Nam cộng hòa, chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải trả tự do cho tất cả những người tranh đấu cho quyền lợi tối thượng của dân tộc và tất cả những người tranh đấu vì dân chủ và tự do tôn giáo, ta
vị quý vị cầm tù ngay trên lãnh thổ của Việt Nam. Với tư cách mà tổng thống của nền thể thao Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi xác định quyền cộng sản Hà Nội cho phép hoạt động khai thác dầu khí tại Biển Đông hoàn toàn là trái phép theo công pháp quốc tế. Và chúng tôi cũng khẳng định rằng tất cả những hợp đồng giao kèo mà Cộng sản Việt Nam ký kết với các công ty ngoại quốc hay bất kỳ quốc gia nào đều vô giá trị. Đây là kế tiếp của Việt Nam là thiết lập và phát triển quan hệ ngoại giao với các nước, các quốc gia đồng minh, nhất là Liên Minh Âu Châu và Đông Nam Á. Đầu tiên, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng Hòa do chúng tôi lãnh đạo có được sự công nhận chính phủ Hoa Kỳ. Thành công trong việc giải thể tà quyền cộng sản tại quê nhà, đường lối và chính sách của chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa sẽ do nội các công bố hôm nay chúng tôi nêu ra tại việc trước mắt. Thứ nhất là quyết tâm giành lại lãnh thổ biên giới phía bắc mà cộng sản Việt Nam đã nhường cho tàu cộng tốt 19.000 cây số vuông. Xóa bỏ tất cả các hợp đồng song phương mà Cộng sản Việt Nam ký kết với Tàu Cộng trong mọi lĩnh vực. Đóng cửa tất cả các công ty xí nghiệp của Cộng sản, Tàu Cộng và trục xuất các công nhân trong cộng cá hình cũng như tất cả người nào sống bất hợp pháp tại Việt Nam. Đúng đúng. Mở cửa cho các công ty của các nước đồng minh thành lập các cơ sở kỹ nghệ và thương mại để phát triển kinh tế quốc gia. Và sẽ kiến thức ký hợp đồng với các công ty Hoa Kỳ và các nước đồng minh để khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam. Chủ trương tự do hàng hải trên biển Đông theo luật pháp quốc tế công nhận. Phối hợp với các quốc gia nằm dọc theo sông Mekong với các sông Tử Long. Nhờ quốc tế là áp lực bắt buộc Tàu Cộng phải kiểm soát việc thải nước lũ tại các đập thủy điện. Đến nay đã có hơn 7.000 đập thủy điện do Tàu Cộng xây dựng, cũng như cấm Tàu Cộng thải tất cả những chất độc hại trên thượng nguồn làm tổn hại đến nền nông nghiệp, công nghiệp cũng như đời sống người dân của các quốc gia ở hạ nguồn, nhất lỡ đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta. Để đáp ứng những tình hình mới, khi tới đây chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa sẽ thực hiện các công tác ưu tiên tổ chức chính phủ như sau: thiết lập 6 bộ, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Văn hóa, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc và Quốc phòng, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch Phát triển Quốc gia, Bộ An ninh Tình báo Kỹ thuật Điện tử và các bộ khác sẽ được thiết lập sau tùy theo nhu cầu và hoàn cảnh. Yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận cho đệ tam Việt Nam Cộng Hòa mở một tòa đại sứ chính thức, xây dựng lại mô hình trung tâm học và cơ thể tại sa mạc Atlantis. Thank you.
chương mục ngân hàng của các tên đồng xó cộng sản cướp giật của dân chuyển sang Hoa Kỳ dưới nhiều hình thức và qua nhiều trung gian khác nhau. Với sự hợp tác của toàn dân, chính phủ thể tham Việt Nam Cộng Hòa sẽ đặt ưu tiên hàng đầu và các công trình tái thiết đất nước. Các chính sách kế hoạch của đệ tam đều cố gắng tiếp nối những chính sách đường lối tốt đẹp mà trước đây nền đệ nhất và đệ nhị của Việt Nam Cộng Hòa đã đề ra và áp dụng, nhưng vì hoàn cảnh chiến tranh cũng như bị cộng sản xâm lăng đã bị cản trở. Trong hoàn cảnh mới, chính phủ đệ tam Việt Nam Cộng Hòa sẽ quyết tâm thực hiện những dự án nêu trên, vì chúng ta có những điều kiện thuận lợi hơn, tức là đất nước không còn cảnh chiến tranh, từ Hoa Kỳ và Liên Hiệp 27 nước trong khối Âu Châu yểm trợ. Vì chính phủ chúng ta cũng có thực lực về tài chính, không còn phải lệ thuộc vào ngoại viện, về lợi ích cho việc phối hợp với các công ty ngoại quốc khai thác dầu thô và dầu khí tại Biển Đông trong thềm lục địa Việt Nam, cũng như những số tiền ngoại tệ hàng năm trên 10 tỷ mà người Việt của chúng ta ở hải ngoại gửi về Việt Nam để giúp thân nhân hoặc để làm ăn. Tổng số tiền đó từ 10 tỷ đô la US một năm. Do đó, chính phủ chúng tôi tin chắc là chúng tôi sẽ hoàn thành sứ mệnh toàn dân giao phó để tái thiết đất nước. Những dự án đó cũng nói lên tâm huyết của chính phủ trong công cuộc xây dựng phát triển quê hương và dân tộc Việt Nam. Để đạt được những mục đích nêu trên, chúng tôi cũng mong toàn thể quý vị đồng bào ở quốc nội cũng như hải ngoại phải đồng lòng hậu thuẫn yểm trợ và cho phép chúng tôi có tư cách pháp nhân đại diện các toàn dân Việt Nam để làm chức hội đồng liên hiệp quốc yêu cầu thực thi công pháp quốc tế giúp giải thể tà quyền cộng sản từ quê nhà, hầu mang lại một nền dân chủ tự do đất nước. Chúng tôi cũng xin nhắc lại là trong giai đoạn này, chúng tôi chỉ là những kẻ đứng mũi chịu sào trong công cuộc đấu tranh một mất một còn với Đảng Cộng và Cộng sản Việt Nam. Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa chỉ là những chính phủ, là chính phủ của những người dân Việt đang bị cộng sản cướp nước, đang lưu vong nơi xứ người, lại không hề nhận tài trợ của bất cứ ai và cũng chưa ông thuế của người dân. Sau khi hoàn tất việc giải thể chế độ tà quyền cộng sản, chúng ta sẽ tổ chức tổng tuyển cử dưới sự giám sát của quốc tế để toàn dân Việt Nam qua lá phiếu của mình bầu chọn những người có khả năng đạo đức hơn để tiếp tục lãnh đạo công cuộc xây dựng và tái thiết đất nước. Trong dự lễ đăng quang hôm nay, chúng ta cũng không quên ngày 1 tháng 11 vừa qua là ngày và người Việt quốc gia của chúng ta kỷ niệm quốc khánh của địa chỉ Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi chúng ta có may mắn dựng đường ở hải ngoại, được hưởng mọi quyền tự do dân chủ của con người và các xã hội văn minh, thì ở quốc nội, đồng bào chúng ta đang bị cộng sản đàn áp giả man khi họ muốn thể hiện lòng yêu nước của mình trước cộng đồng ba nước của các đồng bào cộng sản Việt Nam. Chúng tôi
tiếp một lần nữa đặc biệt kêu gọi tất cả các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là các tướng lĩnh chỉ quan cao cấp trong quân đội nhân dân, hãy rời bỏ hàng ngũ, trở về với chính nghĩa quốc gia dân tộc trong tinh thần huynh đệ cùng mang chung đồng bảo vệ. Chúng tôi cũng xin thay mặt lễ tang Việt Nam Cộng hòa để kêu gọi quý vị dân quân các nước Việt Nam Cộng hòa quý chiến hữu hậu vệ và giới trẻ Việt Nam, nhất còn nghĩ đến tiềm năng của dân tộc, nên xác tâm tham gia chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để chúng ta có sức mạnh và tư thế giải thể đặc quyền cộng sản, bảo vệ thống nhất, chống vào động xâm lược. Trong những trận chiến này, tôi xin tất cả quý vị cùng chúng tôi tưởng niệm ngày giỗ 55 của cố tổng thống Ngô Đình Diệm đã bị thảm sát ngày 1 tháng 11 năm 1963 do một nhóm tướng lãnh phản bội lật đổ nền thể nhất cộng hòa. Xin linh hồn của cụ ở nơi chốn hằng tử cầu bầu đánh tối cao giúp cho chính phủ chúng ta thành công trong việc hiện hạ và quyền cộng sản, để chúng ta có thể tiếp nối lại chính sách nhân bản của nền thể chế cộng hòa, đó là mang lại cơm no áo ấm, thiết lập nền tự do dân chủ thân chủ và thịnh vượng cho toàn dân tộc Việt Nam. Thank you.
Chúng tôi đại biểu Triệu Lệ Trinh xin trân trọng kính chào Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam. Kính chào Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý giới chức, đồng nhiệm, cùng đồng bào Việt Nam thân thương trên toàn thế giới. Ngày hôm nay là ngày Chủ nhật. Chúng ta đến diễn đàn Trang Bình Thơ của Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam và Nhạc của Việt Nam Cộng hòa để cùng chia sẻ những thông báo, thông cáo, sắc lệnh của chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời và nói về Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay đang cần phải làm gì để góp một phần sức mạnh của mình, một phần công sức của mình vào công cuộc giải thể tàu quyền cộng sản, cứu dân giúp nước. Chúng tôi xin mời quý Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc và Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, quý giới chức đồng nhiệm cùng với chúng tôi dâng lời cầu nguyện. Hôm nay, ngày Chủ nhật, 7 tây tháng 11, 2021, tại diễn đàn live stream Trang Bình Thơ của Đức Quốc Công Đào Minh Quân, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Đệ Tam và Nhạc Việt Nam Cộng hòa. Chúng con là thành viên đồng nhiệm trong chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa. Kính lạy đấng tối cao Thượng Đế Trời Phật, cùng hồn thiêng sông núi, các bậc tiền nhân, anh hùng dựng nước và giữ nước, xin phù hộ độ trì, ban phước lành cho chúng con. Xin che chở cho đất nước và đồng bào thân yêu của chúng con được thoát họa cộng sản và nạn chiến tranh tàn phá. Xin bảo vệ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân và tất cả những nhà ái quốc chân chính. Xin cho chúng con thêm khôn ngoan, đoàn kết, nhẫn nại, can đảm, sáng suốt để cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa dẫn đưa dân tộc Việt Nam vượt qua cơn hiểm nghèo, đến bến bờ hạnh phúc, vinh quang trường cửu. Mọi nhà được sống trong thanh bình, an lạc của thời Thượng Nguồn Thánh Đức. Đúng theo gương sáng của vị lãnh đạo tinh thần của chúng con đã tuyên xưng, lời cầu nguyện chấm dứt, chúng con xin đội ơn trời Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Amen. Và hôm nay chúng tôi cùng với quý vị, chúng ta tham khảo về một thông báo từ Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa. Để chúng ta xem trong hiện tại thời điểm này, chính phủ của chúng ta, Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân thành lập cảnh sát môi trường quốc tế để làm gì? Và có đúng trong cái thời điểm mà dân tộc của chúng ta đang cần hay không? Chúng tôi xin mạn phép để cùng chia sẻ với cô chú anh chị bản tin từ Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Thông báo ngày 5 tháng 11, 2021, Tổ chức Cảnh sát Môi trường Quốc tế. Kính thưa cộng đồng nhân loại hoàn vũ, kính thưa toàn dân Việt Nam, thưa quý tướng lãnh, quý đại biểu đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng hòa. Theo thông báo ngày 13 tháng 10, 2021, mọi người đã được cho hay dựa theo phán quyết của Tòa án Môi trường Quốc tế số ONC 20-12-15 ngày 14 tháng 4, 2021 thì Tập Cẩm Bình Tập Cẩm Bình và Tàu Cộng phải bồi thường cho Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân 38.000 tỷ Mỹ Kim. Năm tên đầu sỏ cộng sản cùng 1 triệu đồng lõa cũng đều phải bồi thường cho Đức Quốc Công mỗi tên là 20 tỷ Mỹ Kim vì tội ác chống nhân loại, diệt chủng dân tộc Việt Nam. Và Đức Quốc Công
đã có hứa sẽ chia sẻ 22.000 tỷ Mỹ Kim để đền ơn chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đã giúp cưu mang người Việt tị nạn, cộng sản và hậu thuẫn cho ngài để giải thể nhà nước trong ngoặc kép Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, triệt tiêu chế độ tàu quyền cộng sản, hồi phục nền đệ tam cộng hòa, xây dựng lại quê hương. Tòa án môi trường quốc tế cũng cho phép thực hiện tuyên bố của Tổng thống về tình trạng khẩn cấp môi trường quốc tế vì lợi ích sức khỏe cộng đồng và phúc lợi chung của mọi người trên toàn thế giới, với các chức năng tối quan trọng của nó. Tầm quan trọng được đưa ra trong văn bản liệt kê dưới đây, Với tư cách là Tổng thống thứ ba của Việt Nam Cộng Hòa, Đức Quốc Công sẽ hỗ trợ Giám đốc Dịch vụ Môi trường Quốc tế, sẽ sử dụng mọi khả năng và phương tiện trong khả năng của mình để phục vụ nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới. Với tư cách là Tổng thống thứ ba của Việt Nam Cộng Hòa, Đức Quốc Công sẽ điều hành Tổ chức Cảnh sát Môi trường Quốc tế và các đại biểu cần thiết để phục vụ các văn bản của Tòa án Môi trường Quốc tế. Ngài còn được ủy quyền ban hành tất cả các văn bản cần thiết hoặc thích hợp với sự hỗ trợ, giúp đỡ của các khu vực tài phán về môi trường tương ứng của Tòa án Môi trường Quốc tế và đồng ý với các tập quán và nguyên tắc của luật pháp. Với tư cách là Tổng thống thứ ba của Việt Nam Cộng Hòa, Đức Quốc Công sẽ thể hiện tiêu chuẩn cao về sự cẩn thận, kỹ năng, siêng năng và hành động thiện chí để thúc đẩy công lý môi trường cho tất cả mọi người. Do đó, Đức Quốc Công Đào Minh Quân sẽ đứng ra điều hành Tổ chức Cảnh sát Môi trường Quốc tế, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng Hòa sẽ tiến hành thành lập Toán Nhân viên Công lực Quốc tế International Environmental Marchand, gọi tắt là IEM, đầu tiên tại Việt Nam để góp phần bảo vệ môi trường, xiển dương chính nghĩa và sử dụng các nguyên tắc của pháp luật, nhất là tại những vùng còn bị cộng sản chiếm đóng. Sứ mạng cao thượng nhưng đầy khó khăn, nguy hiểm này rất cần nhiều sự đóng góp về tài chính và nhân sự thiện nguyện của các cộng đồng quốc tế. Để bảo vệ địa cầu và nhân loại, hãy gửi về Tổng thống Đào Minh Quân, PO Box 2804, Anaheim, Cali 92814. Tất cả những ai lợi dụng danh nghĩa pháp luật để giam giữ, đàn áp nhân dân, xâm phạm đến tư cách, phẩm giá của con người, đặc biệt những kẻ nào bắt cóc, giam giữ trái phép những công dân đệ tam Việt Nam Cộng Hòa, đều vi phạm tội đại hình, phải bị truy nã và bị công lý trừng phạt. Trân trọng thông báo Cảnh sát Môi trường Quốc tế International Environmental Marchand. Chúng tôi đã trình bày xong thông báo từ Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời của đội Cảnh sát Môi trường Quốc tế của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do Đức Quốc Công Ngài đã thành lập. Thì như chúng ta đã biết, hiện nay bọn Cộng sản Việt Nam đã không coi pháp luật của quốc gia và quốc tế ra gì nữa. Cho nên chúng đã ngang nhiên, ngang ngược dùng tài sản của quốc gia dân tộc, ăn trên ngồi trước, sống xa hoa, trong khi dân tộc Việt Nam và người dân Việt Nam của chúng ta đang trong tình trạng thiếu thốn vật chất, thuốc men và y tế, môi trường bị ô nhiễm, vân vân và vân vân. Cho nên chính phủ của chúng ta do Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đang lãnh đạo đã được Tòa án Môi trường Quốc tế chấp nhận cho ngài được toàn quyền điều hành và thành lập các bộ, ban và nhân sự để làm công tác mà đi gọi là bắt những tên tội phạm
phải đền trả cái số tiền mà Tòa án Môi trường Quốc tế đã phán quyết trong đơn kiện của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân kiện Tàu Cộng, Tập Cẩm Bình, Cộng sản Quốc tế và kiện Cộng sản Việt Nam. Có nghĩa là hiện nay Cộng sản Quốc tế do Tàu Cộng nắm giữ một cái gọi là quyền hành rất là lớn, có nghĩa là chúng hoàn toàn thâu tóm và chúng thảy ra một số tiền để mà khiêu dụ, làm đảo lộn trắng đen, không giữ cái gọi là đạo đức, và chúng muốn thay đổi cả một xã hội trở thành một xã hội đen tối, không có công pháp và luật pháp gì cả. Như hiện nay chúng ta đã thấy tình hình, mới vừa rồi tên Tô Lâm là một tên đã bị thế giới lên án là tội phạm quốc tế. Thế nhưng hắn đã ngang nhiên dùng tài sản của quốc gia dân tộc Việt Nam đi đến nước Anh Quốc, dẫn cả một phái đoàn của Cộng sản đi đến đó để cầu cạnh các nước châu Âu tư bản và nhờ vả các nước này để có được những sự trợ giúp về y tế, về thuốc vắc xa chủng ngừa vân vân. Nhưng chúng đã xài tiền của quốc gia dân tộc Việt Nam một cách phung phí mà như chúng ta đã có được biết những cái thông tin đã đưa ra là chúng đã dùng cái số tiền ăn tại nhà hàng của một người đầu bếp nổi tiếng của Anh Quốc, số tiền lên đến gần 40.000 Mỹ Kim. 40.000 Mỹ Kim thì cái số tiền này đã lên đến cả triệu, cả tỷ đồng. Cho thấy chúng không hề quan tâm đến đất nước, quê hương dân tộc Việt Nam của chúng ta, mà chúng đang thách thức chúng ta. Chúng đang cười cợt trên cái sự gọi là yếu kém hay là những người chưa nhận thấy được cái hiện tình của đất nước, sự xâm lăng không tiếng súng của Tàu Cộng. Bởi vì những kẻ này đích thực là những tên gián điệp Tàu Cộng đã được cài cắm vào đất nước của chúng ta sau khi tên Hồ Chí Minh là tên thổ phỉ đầu tiên được cài cắm vào đất nước của chúng ta. Và chúng đã qua mặt dân tộc của chúng ta một cách dễ dàng. Bởi vì chúng ta không nhìn ra được thủ đoạn thâm độc của Tàu Cộng là chúng sẽ làm cái việc âm mưu là ly mưu tráo chúa để mà hòng qua mắt những người dân của chúng ta, những người dân mà không có cái sự nhìn thấu đáo và sâu xa về hiện tình đất nước, về tương lai của quốc gia dân tộc, phó mặc cho đảng Cộng sản mặc tình ăn báo và bán đất nước biển đảo của chúng ta. Như bài viễn văn vừa rồi, bài viễn văn do Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã trình bày cho chúng ta được biết vào ngày 11 tháng 11 2018, ngày mà ngài đã nhận trọng nhiệm Tổng thống Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. Ngài đã trình bày hết tất cả những hiện tình đất nước, những sự nguy kịch của quốc gia dân tộc của chúng ta cho chúng ta được biết. Và ngài cũng khẩn thiết kêu gọi toàn dân Việt Nam hãy mau chóng đóng góp công sức của mình một lá phiếu trưng cầu dân ý để ngài đại diện cho toàn thể người dân Việt Nam của chúng ta khẳng định chủ quyền đất nước, bắt Tàu Cộng phải bồi thường và quốc tế sẽ yểm trợ cho ngài 100%. Có nghĩa là số phiếu người dân Việt Nam bầu chọn cho ngài càng đông thì quốc tế sẽ mau chóng đưa ra các biện pháp
để ủng hộ Ngài trở về nước nhanh nhất. Hiện nay chúng ta đã có hơn 5 triệu lá phiếu trưng cầu dân ý. Nhưng thực chất người dân Việt Nam của chúng ta cũng đang bị Cộng sản lừa mị và che đậy các thông tin của chính phủ của chúng ta, có nghĩa là chúng dùng truyền thông bất lương để xuyên tạc, để dẫn dắt người dân đi vào con đường mê muội u tối, chỉ biết những việc nhảm nhí trong đất nước Việt Nam đang xảy ra, như là những kẻ tay sai của Cộng sản và Tàu Cộng đang ăn chung với Tàu Cộng và Cộng sản, dẫn dắt người dân đi vào những dư luận, những bản tin láo xạo mà chúng đã đưa ra để làm gì? Để làm lu mờ một chính phủ đang vì dân, vì nước và đang có sách lược và chiến lược rất là khả dụng cho đất nước của chúng ta. Tòa án môi trường quốc tế đã phán quyết Tập Cẩm Bình, Cộng sản Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam phải đền bù cho Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Minh Quân 38.000 tỷ Mỹ Kim về phần của Tàu Cộng. Phần của những tên đảng viên Cộng sản Việt Nam, trong đó có 5 tên đầu sỏ mà chúng ta đã được Văn phòng Thường trực Chính phủ Quốc gia Việt Nam năm thời nêu tên. Thứ nhất, Nguyễn Phú Trọng. Thứ hai, Nguyễn Xuân Phúc. Thứ ba, tên Tô Lâm. Thứ tư là Phạm Minh Chính. Và thứ năm là tên Phạm Bình Minh. Năm tên này là những tên mà liên đới phải bị bồi thường 20.000 tỷ Mỹ Kim cho Đức Quốc Công. Và rõ ràng ngày hôm nay không còn giấu giếm gì nữa. Chúng đã bạch hóa số tiền mà chúng ăn hối lộ và cướp của quốc gia dân tộc Việt Nam của chúng ta. Chúng đến các nước tư bản để tiêu xài phung phí. Một tên Tô Lâm, gián điệp của Tàu Cộng, đã nắm giữ cái chức quyền quan trọng trong bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, thuộc về công an, giữ cái vai trò mà giữ vững an ninh trật tự cho xã hội Việt Nam. Nhưng ngược lại, chúng không thực hành, thực hiện theo đúng cái chức năng của chúng, mà chúng lại lợi dụng quyền thế để mà ăn hối lộ, để bóc lột trên xương máu và nước mắt của đồng bào Việt Nam của chúng ta. Như hiện nay chúng ta đã biết, đất nước đang lâm vào cảnh dịch bệnh tràn lan, không có thuốc men đầy đủ cho người dân. Thế nhưng chúng đã lợi dụng người dân Việt Nam của chúng ta, lấy gọi là lợi dụng cái lòng nhân đạo của các nước tư bản, rồi đem cái sự thống khổ của người dân Việt Nam để rêu rao trước quốc tế, xin xỏ đầu lưỡi. Nhưng bên cạnh đó thì chúng đã phô trương cho các nước tư bản được biết rằng chính người dân Việt Nam là những kẻ ăn xin, ăn mài, chứ chúng không hề. Bởi vì chúng đã đục khoét, cướp của tài sản quốc gia dân tộc, ăn trên ngồi trước, có nghĩa là số tiền mà chúng dùng danh nghĩa của người dân Việt Nam để đi xin các nước để được tài trợ, để được lòng nhân đạo của các nước giúp cho người dân Việt Nam. Nhưng mà chúng đã dùng vào cái việc riêng của chúng. Chúng đã dùng cái đồng tiền này để ăn trên ngồi trước, ăn trên sự đau khổ của người dân, ăn một miếng thịt gọi là nạm vàng, để rồi chúng trở thành những con súc vật, chỉ có biết ăn, và món ăn đối với chúng rất là quý giá. Còn đối với chúng ta thì sao? Chúng ta thấy chúng Cộng sản thật là tồi tàn, thật là xấu hổ cho một dân tộc, mà chúng ta không nhìn ra bản chất thâm độc của Cộng sản.
Chúng đã cài cắm gián điệp vào đất nước của chúng ta, để rồi ngày hôm nay chúng thách thức cả dân tộc Việt Nam của chúng ta. Làm gì được chúng khi mà chúng đã bạch hóa trước quốc tế? Cộng sản Việt Nam đã bắt tay với Tàu Cộng, nhượng biển, nhiều nhượng cả 16.000 cây số vuông, cây số thuộc lùi vào trong lãnh thổ đất nước Việt Nam của chúng ta. Ở vùng Tây Nguyên, Bô Xích Tây Nguyên. Và ba cái trung tâm quan trọng của đất nước Việt Nam. Những điểm này là những điểm quân sự quan trọng nhất. Mạch nước của đất nước Việt Nam, quân sự của đất nước Việt Nam nằm trong ba cái điểm quan trọng này là Vân Đồn, Phú Quốc và Vân Nam. Như vậy chúng ta đã thấy cái bản chất của Cộng sản Việt Nam hiện nay là không còn một cái tư cách nào để lãnh đạo đất nước Việt Nam của chúng ta. Bởi vì chúng đã biết rất rõ là chúng không có một cái chủ quyền nào của đất nước quê hương dân tộc Việt Nam của chúng ta cả. Khi mà Việt Nam Cộng Hòa đệ nhị ra sức bảo vệ biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa trước sự xâm lăng của Tàu Cộng, thì Cộng sản Việt Nam lại hùa theo giặc, dẫn voi về giày Mã Tổ. Chúng ôm nhau vui mừng sung sướng khi mà thấy quân lực Việt Nam Cộng Hòa hy sinh tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong cái sự xâm lăng của Tàu Cộng. Tất cả những tên cộng sản mà đã ký kết công nhận biển đảo Việt Nam thuộc về biển đảo của Tàu Cộng, có nghĩa là công nhận cái sự khẳng định chủ quyền của Tàu Cộng ở vùng lục địa của chúng ta, thì những tên này đã thuộc về những tên tội đồ của dân tộc. Thế nhưng những tên này cũng đã chết. Hiện nay chúng ta là thế hệ tiếp nối cha ông, những người dựng nước và giữ nước, những anh hùng dựng nước và giữ nước. Chúng ta chỉ là những người dân thì làm sao chúng ta có khả năng để triệt hạ một đám thổ phỉ rất là gian manh và gian ác, đang manh tâm theo giặc để biến đất nước của chúng ta thành một tỉnh lỵ của Tàu. May thay, chúng ta đã tìm thấy ánh sáng từ Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, từ Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, đã cho chúng ta một hy vọng tràn đầy là đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ được cứu. Vì Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân, Ngài là một vị lãnh đạo đã hy sinh tất cả những quyền lợi cá nhân của mình. Thời vàng son, tuổi trẻ, hạnh phúc, vợ đẹp, con ngoan. Trong khi Ngài là một triệu phú trẻ có tiềm năng và sẽ vượt lên thành tỷ phú không xa và không lâu, tại trong thời điểm thập niên hoặc thập niên năm 1980. Nhưng vì đất nước Việt Nam và dân tộc không có người đứng ra lãnh đạo một chính phủ để đối đầu với Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam, cho nên Ngài đành phải gác lại sự nghiệp cá nhân của mình, tuổi trẻ của mình để cống hiến cho quốc gia dân tộc. Ngài đã bán hết các chi nhánh hãng xưởng mà Ngài đã thành lập ra. 25 chi nhánh computer đào Ngài đã bán và dùng số tiền này mua một mảnh đất tại sa mạc Adelanto 40 mẫu. Số tiền còn lại Ngài đã giúp cho 17 trại tị nạn cộng sản vùng Đông Nam Á của người Việt Nam đã chạy trốn cộng sản, mong tìm được một vùng đất hứa tương lai có tự do nhân quyền
và chờ thời cơ để quay về phục quốc. Do đó, Ngài đã cống hiến tất cả những gì quý giá nhất của Ngài trong cái thời điểm mà Ngài có vợ rất trẻ là phu nhân của chúng ta ngày hôm nay, và các con của Ngài cũng còn rất nhỏ. Sự đóng góp của Ngài cùng với gia đình của Ngài, các con trai của Ngài đã cho chúng ta thấy Ngài và gia đình của Ngài đã dùng hết cái sức lực của mình, tiềm năng của mình để cống hiến cho quốc gia dân tộc Việt Nam của chúng ta. Và xa hơn nữa, thân phụ của Ngài cũng chính là một người đã cống hiến tài trí lực cho quốc gia Việt Nam của chúng ta trong thời đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa. Và xa hơn nữa, chúng ta nhớ về thời mà Đức Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương đã đánh bại quân Nguyên Mông đến những 3 lần. Chúng đến đất nước của chúng ta bằng sự phá hoại, bằng sự chiếm đoạt và chết chóc, gây ra cái cảnh tan thương chết chóc trên quê hương Việt Nam của chúng ta thời bấy giờ. Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo Đại Vương, Ngài đã lãnh cái trọng trách là dẫn binh để ngăn chặn đoàn quân của quân Nguyên Mông đến đất nước của chúng ta. Ngài dùng chiến lược vườn không nhà trống để dụ địch vào sâu trong lãnh thổ đất nước của chúng ta. Và sau cùng thì Ngài đã cùng với các vị tướng mà có lòng yêu nước để gọi là dụ địch và tấn công một cách bất ngờ, làm cho quân Nguyên Mông không còn cách trở tay, có nghĩa là không kịp trở tay. Vì một phần qua bao nhiêu ngày phải thiếu lương thực, có nghĩa là vườn không nhà trống, khi mà Đức Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương Ngài đi đến đâu thì Ngài rút tất cả lương thực, lương thảo và người dân đi theo Ngài. Và Ngài cũng truyền bá cho người dân được biết cái chiến lược của Ngài là khi nào mà dời đi thì không để lại một thứ gì cho quân giặc xài, có nghĩa là không có để cho giặc nó lấy của mình để rồi đánh lại mình. Hãy để cho chúng đói khát và thiếu thốn thì chúng sẽ bị suy yếu, lúc bấy giờ chúng ta sẽ phản công. Đúng như Đức Thánh Trần Hưng Đạo Đại Vương Tiết Chế đã dự liệu thì quân Nguyên Mông tiến vào sâu trong lãnh thổ nước ta, bởi vì chúng tưởng rằng quân của Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo đã bại trận, cho nên chúng ra sức đuổi theo. Cuối cùng chúng đã bị vướng vào trong cái bẫy của Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo đã gài ra. Và như thế, chúng đã bị quân binh của nhà Trần do Đức Trần Hưng Đạo Đại Vương Tiết Chế lãnh đạo đánh bại, với sự đóng góp của tướng Trần Quang Khải. Và tướng Trần Quang Khải này cũng là một danh gia dòng tộc trong họ Trần, nhưng lại có một mối tị hiềm cá nhân với gia đình của Ngài Trần Hưng Đạo Đại Vương Tiết Chế. Sau đó, Ngài Trần Hưng Đạo đã hóa giải mối hận thù này để Ngài Trần Quang Khải cùng góp công lao trong việc mà đánh đuổi quân Nguyên Mông. Ngài Trần Hưng Đạo đã gạt bỏ cái gọi là cái tôi. Ngài tự mời Đức Trần Quang Khải đến nhà khoản đãi và đã tắm rửa cho Đức Trần Quang Khải, cho Ngài Trần Quang Khải một cách tận tụy, tỏ bày cái lòng của Ngài muốn hóa giải hận thù và muốn cầu Đức Trần Quang Khải phụ giúp trong việc cứu dân giúp nước, đuổi quân Nguyên Mông ra khỏi đất nước của chúng ta.
Vì sao mà Đức Trần Hưng Đạo lại phải hạ mình trước một người mà gia đình của mình có mối tị hiềm như vậy? Cũng có nghĩa là một người không mấy được gọi là gia đình yêu thích, một người có mối thù riêng. Nhưng mà vì quốc gia dân tộc, Ngài đã hạ mình và đã thuyết phục được ông Trần Quang Khải. Vì ông Trần Quang Khải lúc bấy giờ là một vị chỉ huy trong đội kỵ binh, mà quân Nguyên Mông lại dùng kỵ binh rất là nhuần nhuyễn. Cho nên nếu như không có ông Trần Quang Khải tiếp ứng thì Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo Đại Vương Tiết Chế cũng rất khó mà đánh đuổi được quân Nguyên Mông. Như vậy chúng ta đã thấy tinh thần vì quốc gia dân tộc của các vị tiền nhân của chúng ta vô cùng mãnh liệt. Các ngài đã gạt bỏ những mối tị hiềm cá nhân để rồi cùng nhau cứu quốc. Ngày hôm nay chúng ta là con cháu của các ngài, là con cháu của những người đã ra công sức đổ máu xương cho quốc gia dân tộc, thì chúng ta phải biết đóng góp một phần công sức của mình, không bằng gươm đao súng đạn. Không phải chúng ta phải dùng giáo mát để ra chiến trường đối mặt với kẻ thù, mà ngày hôm nay Đức Quốc Công đã tạo điều kiện cho chúng ta một đường link trưng cầu dân ý, hệ thống trưng cầu dân ý mà Ngài đã sáng lập để người Việt Nam chúng ta có điều kiện đóng góp vào công cuộc cứu dân giúp nước. Mà Tàu Cộng là những kẻ đang manh nha dùng cái chiến lược tầm ăn dâu, dùng củi đậu nấu đậu để mong Hán hóa dân tộc Việt Nam của chúng ta, biến dân tộc của chúng ta thành một tỉnh lỵ của chúng. Có nghĩa là biến đất nước Việt Nam của chúng ta thành một quận của Tàu Cộng. Mà con cháu Việt Nam của chúng ta thực sự đa phần thì không biết điều này, bởi vì chúng chỉ nhìn Việt Nam qua cái lăng kính mơ hồ, một cái bức tranh mà Cộng sản đã vẽ nên. Nó vô cùng là huy hoàng, nhưng mà thực chất những người chủ ở những cái tòa nhà cao tầng, những hãng xưởng lớn đặt tại Việt Nam đều là do Tàu Cộng làm chủ. Hoặc giả chúng đã bỏ tiền ra để đưa tên người Việt Nam vào đó, tạm thời dùng người Việt Nam làm cái bình phong để cho chúng trá hình. Có nghĩa là những ca nghệ sĩ, những kẻ mà chúng ta, những người Việt Nam không nhìn biết được, chúng lăng xê để rồi chúng tẩu tán tài sản qua đất nước của chúng ta, mua những mảnh đất vàng của chúng ta, cất những tòa lâu đài. Bề mặt thì là của người Việt Nam, nhưng thực chất là của những tên cộng sản. Tôi lấy ví dụ như một diễn viên điện ảnh đã đứng tên một cái tòa nhà lâu đài thật là tráng lệ ở tại Việt Nam của chúng ta. Người này đã trở thành công chúa của một cái xứ sở mà chúng ta không hề có liên quan. Có nghĩa là người diễn viên này đã được Tàu Cộng gọi là gắn ghép vào một cái danh nghĩa là con nuôi của một người hoàng gia của Tàu, để rồi sau này người này sẽ đứng ra mua bán, sẽ đứng tên các tòa lâu đài. Và như thế, kẻ này chính là cái mối nguy cơ của dân tộc Việt Nam đã bị Tàu Cộng mua chuộc. Chúng ta thấy rất rõ,
chúng ta là những người Việt Nam có tinh thần yêu nước, và chúng ta đã được Đức Quốc Công huấn từ, huấn dạy. Ngài đã chỉ cho chúng ta thấy tất cả những âm mưu thâm độc của Tàu Cộng. Vì chúng biết rất rõ, truyền thông là một bộ phận rất quan trọng, sẽ dẫn dắt người dân đi vào chỗ tin tưởng một cách mù quáng. Chúng đặt ra những cái truyền thông bất lương. Chúng mua chuộc, chúng trả tiền cho những kẻ này. Để rồi ngày hôm nay chúng ta thấy rất rõ những bản tin nóng hổi như là tên Tô Lâm đã đến đất nước Anh xài một cách phung phí tiền bạc của quốc gia dân tộc. Vậy thì truyền thông của cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có ra mặt để lên án những tên tội phạm này hay không? Những tên mà đã dùng tiền bạc của quốc gia dân tộc, tiền thế của người dân đã đóng vào trong cái ngân khố của quốc gia mà người dân không hề được hiển hưởng một đồng nào. Chúng lại là một bọn sâu mọt đang đục khoét đến tận xương tủy của người dân Việt Nam của chúng ta. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta đã nhìn thấy rõ ràng hay chưa những cái bản chất của Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng? Cho nên Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân của chúng ta đã mau chóng thành lập đội cảnh sát môi trường quốc tế để ngăn chặn những cái việc mà Cộng sản đang rút rỉa tài sản của quốc gia dân tộc, tẩu tán đi khắp mọi nơi trên thế giới. Việc này chúng ta cũng phải nhờ đến người dân góp một lá phiếu trưng cầu dân ý. Để rồi quốc tế sẽ nhìn theo đó và sẽ loại bỏ Cộng sản Việt Nam. Tôi lấy ví dụ như nước Anh hiện nay. Họ đã tiếp đãi Tô Lâm đến đất nước của họ. Tên Tô Lâm này ăn xài như thế nào, họ có biết hay không? Việc này cũng do người Việt Nam của chúng ta phải cất lên tiếng nói chính nghĩa, rằng chúng ta đã thấy rất rõ cái sự ăn cướp tài sản của quốc gia dân tộc do cái tên Tô Lâm này đã thực hiện. Để rồi chúng ta nói cho toàn thế giới được biết, và họ cũng sẽ có cái sự gọi là dè dặt với những tên tội phạm này. Bởi vì như Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã có phổ biến gửi các công hàm văn kiện đến tất cả các nước tư bản trên toàn thế giới và các nước không thuộc tư bản, rằng nếu như một chính phủ nào, một cá nhân nào hoặc hãng xưởng nào mà có liên quan đến Cộng sản, có nghĩa là bắt tay làm ăn hoặc móc nối với Cộng sản Việt Nam, mà những tên này đang phạm trọng tội, đang bị tòa án môi trường quốc tế phán xét là phải trả cho Đức Quốc Công mỗi tên 20.000 tỷ Mỹ Kim, thì những nước này có khả năng sẽ bị lên án rằng tiếp tay cho tội ác, làm ăn với những kẻ phi pháp. Luật pháp của quốc tế cũng đã ghi rõ, nếu như chúng ta biết rõ người nào đó đang phạm pháp mà chúng ta cố tình che đậy hoặc giả bắt tay làm ăn, tiếp tay cho những kẻ tội phạm này, thì sẽ bị liệt vào danh sách có liên quan. Như thế, chúng ta những thành viên đồng nhiệm của chính phủ ra sức phổ biến thông báo từ văn phòng thường trực Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để những người ở trên toàn thế giới này nghe thấy, và họ biết rất rõ là cái bản xứ của họ, đất nước của họ đang mù quáng hay là cố tình dung dưỡng, dung chứa những tên
tên tội phạm mà đang bị Tòa án Môi trường Quốc tế và Đức Quốc công Tổng thống Đào Minh Quân đệ đơn kiện và chúng đang bị truy nã. Đức Quốc công đã thành lập đội cảnh sát môi trường quốc tế và chúng tôi cũng kêu gọi quý nhân sĩ trí thức, những người có tinh thần Việt Nam yêu nước, hãy đóng góp cái tài trí của mình cho công cuộc cứu dân giúp nước. Hãy đóng góp vào cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời khả năng của mình để cùng chuyển tải và góp phần sức mạnh cho chính phủ. Có nghĩa là càng đông người thì chúng ta càng có được sức mạnh, tiếng nói của chúng ta càng mạnh trên trường quốc tế. Bởi vì như chúng ta không đủ nhân lực, nhân sự thì có thể chúng ta cũng sẽ bị truyền thông bất lương của Cộng sản làm gọi là ngăn chặn những thông tin, tin tức. Và thế giới cũng đặt ra một câu hỏi rằng Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam đã minh bạch, bạch hóa tội ác của chúng, những việc mà chúng đã xài tiền của quốc gia dân tộc trước quần chúng, có nghĩa là trước ống kính của các nhà báo, vân vân và vân vân. Nhưng tại sao người Việt Nam của chúng ta lại câm nín? Có phải là chúng ta đồng ý với cái sự ăn hối lộ, đục khoét của Cộng sản đối với quốc gia dân tộc của chúng ta hay không? Và như thế chúng ta cũng là những kẻ đang dung dưỡng cho tội ác. Mặc dầu chúng ta là những người nạn nhân, nhưng không biết nói lên tiếng nói chính nghĩa, không biết bảo vệ công lý và sự thật, không biết bảo vệ một chính phủ đang vì nước, vì dân, thì thực tình chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội là một người Việt Nam yêu nước chân chính. Chúng ta vô tình biến chúng ta thành những kẻ tay sai của giặc, dẫn dôi về giày mã tổ, đang thờ phượng một tên gián điệp Tàu Cộng mà chúng ta cho là lãnh tụ của cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nơi mà chúng ta đang sống trên đất nước của chúng ta. Vậy nếu như chúng ta muốn chứng tỏ mình là một người Việt Nam biết nhìn nhận trắng đen, thiện ác, chính tà và không sợ một thế lực nào, và chúng ta cũng không sợ hy sinh cả cái thân mạng của mình để đổi lấy tinh thần dân tộc, quốc gia với trách nhiệm của một người công dân trong một nước có chính thể, có người lãnh đạo, có lịch sử hào hùng của ông cha của chúng ta từ trước đến nay, thì chúng ta hãy mau mau trưng cầu dân ý để chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời trở về mau chóng, loại bỏ bọn tàu quyền cộng sản này, bắt chúng phải đền tội ác của chúng. Và như thế chúng ta sẽ lấy lại vinh dự cho dân tộc Việt Nam của chúng ta trên trường quốc tế. Chúng ta không phải là những người làm chính trị để có được một cái quyền lợi cá nhân của mình hay là một cái tiếng thơm cho cá nhân của mình, mà chúng ta làm, chúng ta nói vì cái vận mạng của quốc gia dân tộc của chúng ta, vì chúng ta không muốn làm nô lệ cho Tàu Cộng, chúng ta không muốn làm những kẻ lưu vong không tổ quốc, không nơi trốn để quay về. Chúng ta không muốn thế giới nhìn chúng ta với cặp mắt khinh bỉ rằng tại sao đất nước của chúng ta đang bị Tàu Cộng chiếm đóng, chiếm đoạt, ăn tàn phá hoại, đối xử với người dân của chúng ta như là những con thú vật, mà chúng ta lại câm nín, lại không có đường lối, lại không biết ủng hộ một vị lãnh đạo đã
bao nhiêu năm cống hiến tâm trí lực cho công cuộc giải cứu quê hương đất nước như là Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân của chúng ta. Vậy có phải là người Việt Nam của chúng ta thiếu trí tuệ và trí huệ hay không? Thưa là, tôi tin rằng chúng ta không phải là những người thiếu can đảm. Chúng ta không phải là những người hèn nhát. Bởi vì đích thực chúng ta đã đóng góp lá phiếu 5 triệu phiếu vào trong hệ thống trưng cầu dân ý để bầu ngài Thủ tướng Đào Minh Quân làm tổng thống của nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa ngày 11 tháng 11 2018 và ngày hôm nay sắp tới kỷ niệm 3 năm ngày mà Đức Quốc Công nhận trọng nhiệm tổng thống. Như bài viễn văn lúc nãy Đức Quốc Công cũng có nói, tuy rằng trong cái lời phát biểu của ngài đã có bị những cái tiếng gió làm lạc đi một chút, nhưng mà chúng ta cũng hiểu được ngài đã nói rất rõ rằng ngài nhận trọng nhiệm Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là để lấy lại công đạo cho quốc gia dân tộc, để chứng tỏ với quốc tế rằng Hoa Kỳ và các nước tư bản trên toàn thế giới vẫn luôn luôn mong mỏi chúng ta, những người Việt Nam trên thế giới có được một tinh thần dân tộc và họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ chúng ta, ủng hộ chúng ta. Vì rõ ràng Hoa Kỳ đã chấp nhận cho Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời được thành lập chính phủ trong một chính phủ tại Hoa Kỳ vào năm 1990. Những người này họ đã có một cái tinh thần gọi là nhân đạo rất cao độ và họ luôn luôn coi trọng đồng minh là nền Việt đệ nhất và đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa. Nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa được khai sáng do Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân tại trên mảnh đất của Hoa Kỳ, của đồng minh, và tại sa mạc Tụ Nghĩa Đường do Đức Quốc Công ngài đã mua thuộc về chủ quyền của ngài trong luật Land Law, có nghĩa là chúa đất. Chúng ta thấy công pháp quốc tế và luật pháp quốc gia của Hoa Kỳ rất là rõ ràng. Ai mà đến đất nước của họ đóng góp tài năng và làm việc tạo ra tài sản rồi mua đất, mua nhà thì chủ quyền đất và nhà thuộc về người chủ sở hữu mãi mãi, đến khi nào mà người chủ này sang nhượng hoặc là làm những cái gọi là di chúc để chuyển nhượng cho con cháu, vân vân và vân vân thì mới thôi. Đức Quốc Công của chúng ta đã có cái chủ quyền đất tại Hoa Kỳ. Ngài chính là chúa đất tại vùng đất 40 mẫu Adelanto. Và ngài sẽ xây cất một dinh độc lập để rồi chúng ta sẽ có tòa đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ trên vùng đất sa mạc mà Đức Quốc Công đã mua. Có nghĩa là chúng ta không cần phải mua thêm đất để xây cất đại sứ của Việt Nam tại Hoa Kỳ. Đức Quốc Công, ngài đã chuẩn bị rất chu đáo và sẵn sàng để cho nền đệ tam Việt Nam Cộng Hòa có đầy đủ những cái điều kiện như là bản hiến pháp ngài đã thành lập vào ngày 16 tháng 2 năm 2000 vừa qua do Quốc hội khóa 1 đệ tam Việt Nam Cộng Hòa đã chuẩn thuận gồm 1.000 đại biểu Quốc hội khóa 1. Bản hiến pháp này ngài đã thảo rất lâu, nhưng mà ngài rất tôn trọng những người Việt Nam của chúng ta
ngày chờ đợi đến khi mà Quốc hội Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa khóa 1 hội thảo và bàn luận thêm những ý kiến của quý giới chức đồng nhiệm đại biểu do người dân đã bầu ra, đóng góp thêm ý kiến để bản hiến pháp của Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa hoàn chỉnh hơn về mặt mà pháp lý, về mặt nhân đạo, để giúp cho toàn dân Việt Nam trong đất nước Việt Nam, ở trong này có cả thành phần đảng viên cộng sản, cũng được Ngài Đức Quốc Công đưa ra những ưu đãi, có nghĩa là đường lối nhân đạo, tạo điều kiện cho những tên cộng sản đã lầm đường lạc lối có nẻo quay về, bằng những cái câu khẩu hiệu như là lấy lại đất tổ không làm khổ dân, Việt cộng bỏ cộng còn Việt, Việt không giết Việt. Ngài đưa ra cái chính sách nhân đạo này để tạo cho những con cháu của chúng ta mà sanh sao đẻ muộn không biết là dân tộc Việt Nam của chúng ta đã bị cộng sản chiếm đoạt như thế nào, đã bức hại nền đệ nhất và đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa như thế nào, để rồi một phần lớn người Việt Nam phải lưu vong ra hải ngoại. Nhưng cuộc di tản vẫn chưa chấm dứt. Cho đến ngày hôm nay, con cháu của chúng ta, thế hệ trẻ, sinh sau, chúng là những người đang sống trong xã hội mà bị cộng sản áp bức, không có một quyền lợi nào cho đời sống của mình, không có một tương lai nào tươi đẹp cho con cháu của mình. Cho nên những người này vẫn phải lưu vong ra hải ngoại bằng mọi cách, mọi giá, có thể trả bằng cả cái tính mạng của mình, như là cuộc vượt biên của 39 người trẻ mà chúng ta biết năm vừa rồi. Họ đã bỏ mạng trên một container trong lúc di chuyển để vượt biên ra các nước tư bản tìm đường tự do. Thì chúng ta đã thấy rất rõ một đất nước Việt Nam 80 năm nay bị cộng sản cai trị, bách hại, đến nỗi con cháu của chúng ta, những người sinh sau đẻ muộn cũng không thể nào sống nổi, phải tìm cách vượt ra cái vòng mà bị cộng sản khống chế. Chúng ta không cần biết thành phần trên cái xe container đó là những ai, nhưng chúng ta biết rất rõ họ là thế hệ trẻ, thế hệ chủ lực của quốc gia dân tộc. Đáng lẽ ra họ phải được trân trọng, trân quý và phải được ăn học đến nơi đến chốn, do một chính phủ giúp đỡ, tài trợ, tạo điều kiện cho họ, để họ được sống trên mảnh đất quê hương của chính mình, được đóng góp tài trí lực cho quốc gia dân tộc. Nhưng mà chúng ta đã thấy họ hy sinh cả tất cả những gì mà họ có, họ bán tài sản để rồi gom góp một số tiền, họ mượn nợ, họ trả nợ rất là cao để được trốn khỏi đất nước Việt Nam. Vậy thì chúng ta đã thấy đất nước Việt Nam dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam có đáng sống hay không? Những người còn đang ở lại Việt Nam là những người không đủ điều kiện để vượt biên ra nước ngoài mà thôi. Có câu người ta đã ví một xã hội Việt Nam như là cái cột đèn, nếu nó biết đi, nó cũng muốn ra đi, thoát khỏi cái sự cai trị độc tài của cộng sản. Và người Việt Nam của chúng ta cũng thế. Chúng ta bị cộng sản cai trị và chúng ta bị nhồi nhét, bị khủng bố. Chúng ta không còn cách nào, chúng ta phải ở lại đất nước Việt Nam. Để rồi chúng ta bị cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng thi nhau rút rỉa,
xương máu đến tận xương tủy, rút rỉa cái gọi là sức sống của chúng ta. Dân tộc của chúng ta đang trầm mình trong nguy cơ bệnh hoạn tràn lan, chưa nói đến là dịch virus corona. Chúng ta chỉ nói đến những năm trước khi dịch virus corona hoành hành trên cả cái thế giới này, thì đất nước của chúng ta đã bị nạn bệnh ung thư, ung nhọt phát tán rất là độc hại, có nghĩa là rất là trầm trọng. Những đứa trẻ mới vừa sinh ra đã bị ung nhọt, gia đình đã tìm cách chạy chữa, đến nỗi bán hết nhà cửa, tài sản, đất đai, nhưng mà cũng không cứu nổi. Để rồi toàn bộ tài sản, đất đai của người dân đã bị cộng sản và tàu cộng thâu tóm. Bởi vì chúng không giúp đỡ gì được cho người dân trong việc trị liệu, về giúp đỡ y tế, cho nên người dân phải tự lực cánh sinh, bán hết tài sản, để rồi lâm vào cảnh không nhà không cửa. Và một tệ nạn khác là chúng đã thu mua tài sản đất đai của người dân với giá rẻ mạt, và rồi chúng lại nâng giá đất lên sau khi đã sang tay cho tàu cộng, để rồi không một người Việt Nam nào mua nổi một mảnh đất để cất nhà, mà chỉ có bán mà thôi. Chỉ có bán để trị bệnh, để mua lương thực sống qua ngày mà thôi. Vậy thì đất đai của chúng ta đương nhiên dần dần sẽ lọt vào tay của những tên tàu cộng trá hình, như tên Tô Lâm chẳng hạn, một tên là cháu nối dòng của tên Tô Định, một dòng họ mà đã từng đến đất nước Việt Nam của chúng ta xâm lăng, giết hại đồng bào của chúng ta. Và hiện giờ tên Tô Lâm vẫn trơ mặt ra. Chúng đang thách thức dân tộc Việt Nam của chúng ta đó. Chúng ta, những người ở thế hệ này, đang còn sống, đang có đôi mắt, trái tim, đang có đôi tai để nhìn, để nghe và để cảm nhận sự đau đớn của một dân tộc Việt Nam, của người Việt Nam của chúng ta. Vậy thì chúng ta hãy can đảm dấn thân để giúp đỡ cho quốc gia dân tộc bằng cách giống lên tiếng nói của mình, để cho thế giới đều được nghe thấy rằng dân tộc Việt Nam của chúng ta vẫn mãi mãi trường tồn. Chúng ta còn sống đây, chúng ta còn tiếng nói Việt, thì dân tộc Việt Nam sẽ không bao giờ mất đi. Với một điều kiện, chúng ta phải có một chính phủ, một vị lãnh đạo đứng ra để triệt hạ cái bọn tà quyền cộng sản bất nhân, thất đức. Chúng ta sẽ theo Ngài, theo đường lối của Ngài và theo sự chỉ dẫn của Ngài, để rồi chúng ta cùng nhau góp sức mạnh, nội lực cho quốc gia dân tộc, để bắt những tên tội phạm phải đền bù tất cả những gì mà chúng đã gây ra cho dân tộc Việt Nam, và ngăn chặn tàu cộng không cho chúng tiếp tục xâm lăng đất nước Việt Nam của chúng ta bằng âm mưu dùng củi đậu nấu đậu, bằng sự gặm nhấm như tầm ăn dâu, âm thầm nhưng vô cùng tàn độc, có nghĩa là sức tàn phá của chúng vô cùng là ác độc. Chúng ta hãy tưởng tượng những con tầm kia, chỉ trong vòng một đêm chúng đã ăn tàn lụi cả một đám dâu xanh tốt. Đất nước Việt Nam của chúng ta đã 80 năm sắp tới đây, trong cái sự mà xâm lăng của tàu cộng không tiếng súng, chúng âm thầm hãn hóa dân tộc Việt Nam của chúng ta.
Đức Quốc Công Ngài đã nhìn thấy hết tất cả âm mưu của Tàu Cộng. Ngài kêu gọi chúng ta hãy sáng mắt, sáng lòng. Ngài đã làm ra những cái kết quả mà chúng ta đã thấy, có nghĩa là Ngài đã thực hiện đường lối chiến lược của mình bằng cách thâu nạp tất cả những bằng chứng. Ngài tìm tòi và thâu lượm hết tất cả những bằng chứng mà Tàu Cộng đã âm mưu cướp đất nước của chúng ta. Ngài đã đưa vào trong đơn kiện dài 4.000 trang để đệ trình lên tòa án quốc tế, nhờ tòa án quốc tế xét xử những tên này, để rồi ngày hôm nay chúng ta sắp sửa được trở về nước, được có một chính phủ hiện hữu tại đất nước của chúng ta, thì thời điểm sau cùng là người dân phải thức tỉnh, góp lá phiếu trưng cầu dân ý mau chóng, để không hổ thẹn là người Việt Nam, có tinh thần dân tộc, biết nhìn nhận trắng đen, thiện ác, chính tà, không sợ thế lực của Cộng sản bất nhân, có nghĩa là chúng ta bất khuất kiên cường như cha ông của chúng ta, như lời hiệu triệu của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã rao truyền: dân tộc Việt bất khuất, cương thổ Việt bất phân và nhân dân Việt bất ly. Và đúng như vậy, chúng ta hãy thể hiện tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam qua lá phiếu trưng cầu dân ý. Và thế giới họ sẽ nhìn ra điều này và họ sẽ công nhận rằng đúng là dân tộc Việt Nam của chúng ta vô cùng bất khuất, xứng đáng là con cháu của các đời vua, hùng vương, của những vị tiền nhân anh hùng dựng nước và giữ nước, của Đức Thánh Vương Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương đã 3 lần đánh bại quân Nguyên Mông, đuổi chúng chạy dài, khiếp nhược, và chúng đã khiếp nhược và khiếp sợ, không dám quay lại đất nước của chúng ta trong những năm gần đó. Nhưng mà ngày hôm nay chúng đã quay lại, và chúng càng thâm độc hơn nữa là chúng không dùng súng đạn, cho nên người dân Việt Nam của chúng ta không thấy rõ được là chính Tàu Cộng đã gây ra những cuộc đau thương chết chóc trong trận chiến mà miền Bắc là đối tượng để cho Cộng sản lợi dụng tiến vào miền Nam để cướp miền Nam tự do của chúng ta, để rồi gây ra những mối hận thù miền Bắc và miền Nam. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đã được sáng hóa bởi Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Ngài đã răn dạy chúng ta rằng dân tộc Việt bất khuất, cương thổ Việt bất phân và nhân dân Việt bất ly. Nhân dân Việt bất ly có nghĩa là nhân dân trên toàn lãnh thổ Việt Nam từ Bắc vào Nam phải cùng đoàn kết một lòng nhận nhận ra sự lầm lạc của chúng ta và biết khắc phục, bằng cách là chúng ta phải biết tha thứ và thương yêu những người mà đã trót sai lầm, hãy tạo điều kiện cho họ trở lại, để rồi chúng ta duy trì cái tinh thần của quốc gia của chúng ta, duy trì tinh thần nhân đạo của một dân tộc nhân đạo tính. Ngài Đức Quốc Công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương và các đời vua của chúng ta đã chiến thắng quân Nguyên Mông, quân Thanh, quân Nguyên, quân Minh như thế nào. Nhưng mà sau khi đánh bại được quân xâm lược, các ngài cũng đã lập bàn hương án, thắp hương để cầu nguyện cho vong linh của những người mà đã từng đến đất nước của chúng ta xâm lăng được yên nghỉ, được siêu thoát, để họ được sáng hóa bởi ơn trên Thượng Đế Trời Phật và không trở lại gây tang thương chết chóc cho các dân tộc khác trên toàn thế giới nữa.
Vậy thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta đi theo Đức Quốc Công, chúng ta học được những bài học do Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Minh Quân đã răn dạy chúng ta, rằng hãy gạt bỏ những tị hiềm ích kỷ, nhỏ nhoi, để rồi chúng ta cùng nhau yêu thương đùm bọc, cùng nhau tiến lên thời Thượng Ngôn Thánh Đức. Qua chiến lược, chiến thuật của Đức Quốc Công, Ngài đã mở ra, khai sáng cho chúng ta con đường Việt Nam Tân Dân Chủ. Chiến lược của Ngài sắp tới đây sẽ là nền tảng để quốc tế, các nước noi theo, để rồi chúng ta trên toàn cầu sẽ sống một cuộc đời thanh bình, yêu thương đùm bọc, lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, không có sự cướp giật, chém giết, thù hận và sát hại lẫn nhau. Chúng ta hy vọng rằng thời Thượng Ngôn Thánh Đức sẽ đến mau chóng và chúng ta sẽ là những chứng nhân lịch sử, vì chúng ta là những người thành viên đồng nhiệm đã được Đức Quốc Công sáng hóa. Chủ thuyết Tân Dân Chủ của Ngài đã cho chúng ta thấy rất rõ Việt Nam và thế giới này chiến tranh vẫn còn âm ỉ và các nước vẫn còn xung đột lẫn nhau. Nhưng với đường lối và chiến lược mà Ngài đã đưa ra là phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ sẽ được khởi xướng trên toàn cầu. Hy vọng rằng ngày đó sẽ không xa nữa. Chúng ta hãy cố gắng hiện tại cùng với nhau đóng góp lá phiếu để đưa Việt Nam của chúng ta lấy lại danh dự, bổn phận và trách nhiệm là trên hết. Và sau đó thì chúng ta sẽ lập ra thời Thượng Ngôn Thánh Đức với những chủ trương, đường lối mà Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Minh Quân đã đưa vào trong các trường học, trên các tài liệu, báo chí mà để phát qua ra rộng rãi đó, truyền tải rộng rãi cho các quốc gia khác. Với sự đóng góp của quý nhân sĩ trí thức, chúng tôi trân trọng kính mời các vị hãy đóng góp tài trí lực của mình vào trong công cuộc giải trừ hỏa nạn diệt chủng diệt vong, hỏa nạn mà Cộng sản Việt Nam và Tàu Cộng đang bắt tay với nhau muốn biến đất nước của chúng ta thành một tỉnh lỵ của chúng. Nếu như chúng ta có tài, chúng ta có khả năng, chúng ta có ăn học, chúng ta có bằng cấp, có học vị, nhưng chúng ta cam lòng trở thành những kẻ lưu vong không tổ quốc, chúng ta cam lòng nhìn thấy quốc gia dân tộc của mình bị Cộng sản và Tàu Cộng biến thành một dân tộc nô lệ, một dân tộc không dám ngẩng mặt nhìn đời, thì chúng ta cũng sẽ trở thành những kẻ tay sai bán nước, những người mà không có đầy đủ trí huệ và trí tuệ. Mặc dù đã được đi ăn học, đã có học vị, nhưng bằng cấp và học vị đó trở nên vô dụng và vô vị. Đây là những lời của một người Việt Nam khẩn thiết kêu gọi tất cả những người Việt Nam của chúng ta trên toàn cầu, trên toàn hoàng vũ này, hãy cống hiến một lần nữa lá phiếu trưng cầu dân ý để giúp đỡ cho một chính phủ có thêm sức mạnh trở về cứu dân giúp nước nhanh nhất, để Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam không có điều kiện và không kịp tẩu tán tài sản quốc gia dân tộc của chúng ta ra các nước tư bản. Chúng tôi sẽ truyền tải đường link trưng cầu dân ý và chúng ta cùng tạm biệt nhau. Chúng ta sẽ nghe bài thơ của Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Minh Quân. Vì văn chương, thơ ca của Đức Quốc Công là cả
một tâm tình của người lãnh đạo, sự trăn trở của một vị lãnh đạo đã vì nước, vì dân trong hơn nửa thập kỷ. Chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức tuyệt tác phẩm thơ ca của Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân. Vì chúng ta đã cảm nhận được tấm chân tình của Đức Quốc Công dành cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Trong đó có chúng ta, có gia đình của chúng ta, có những nguyện ước, nguyện vọng của chúng ta. Ngài đã thể hiện hết tất cả trong thơ ca của mình. Cho nên chúng tôi, những thành viên đồng nhiệm của chính phủ, đang đi theo Đức Quốc Công và những người Việt Nam yêu nước chân chính đã gửi lá phiếu trưng cầu dân ý để bầu Thủ tướng Đào Minh Quân làm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đệ tam, cảm nhận được mối chân tình này của Ngài. Vì đâu đó cũng là mối lo toan, mối trăn trở của chúng ta vậy. Xin kính mời cô chú anh chị em cùng chúng tôi thưởng thức bài thơ do Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã cảm tác, bài thơ Thức Giấc, do một đồng nhiệm của chúng ta trong quốc nội đã trình bày. Thức giấc nửa đêm, thức giấc nhớ dân ta, đau khổ đọa đày bởi ác ma. Tuổi trẻ trôi cầu bơi rác hôi, ông già có cầm kéo màn da, gái thương cha mẹ không vùi dập trái hận cuộc đời tri sống xa. Đất nước tương lai mờ mịt quá, lòng này đau quặn vết thương nhà. Bài thơ Thức Giấc mang nặng nét yêu quê hương dân tộc, trong mọi vần thơ chất chứa bao nỗi niềm xót xa khi nhớ về nỗi đau của những người con đất mẹ Việt Nam đang bị đọa đày, được nhà thơ Nam Quán Đào Minh Quân cảm tác vào đêm tháng 11 năm 1987. Bài thơ Thức Giấc, Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân với bút hiệu Nam Quán đã sáng tác cũng vào tháng 11 năm 1987. Có lẽ tháng 11 biết bao nhiêu kỷ niệm mà Ngài đã khắc ghi, cho nên Ngài đã sáng tác bài thơ này, đã cảm tác bài thơ này. Ngài vô cùng trăn trở cho vận mạng của đất nước quê hương dân tộc. Và ngày hôm nay chúng ta đã thấy rất rõ, một lần nữa chúng tôi lặp lại, Tàu Cộng đang cười cợt, đang thách thức dân tộc Việt Nam của chúng ta qua tên Bộ trưởng Công an Tô Lâm, với những hành vi mà tước đoạt, cướp đoạt tài sản quốc gia dân tộc. Chúng đang cười cợt trên sự đau khổ,
sự thống khổ của quốc gia dân tộc Việt Nam của chúng ta. Dịch virus corona vẫn còn đang hoành hành. Người dân Việt Nam của chúng ta đang thiếu thốn thuốc men, lương thực. Nhưng Cộng sản Việt Nam đã bó tay, coi như là không còn cái khả năng nào để mà đứng ra bảo vệ người dân. Mà nói đúng hơn, Cộng sản Việt Nam không bao giờ có chủ trương bảo vệ cho người dân. Vì chúng chỉ manh nha cướp đoạt tài sản của quốc gia dân tộc. Trong đó, chúng cướp luôn tài sản của những người dân Việt Nam của chúng ta. Bằng chứng là dân quan, dân khiếu đang đệ trình những cái đơn lên Bộ Trung ương, lên Trung ương Đảng Cộng sản để nhờ cứu giúp. Nhưng mà người dân của chúng ta có biết không, chính Trung ương Đảng Cộng sản là những tên đầu sỏ gây ra những cái thảm trạng này. Chúng đã đưa lệnh xuống cho cấp dưới hoành hành bá đạo. Chúng đã khuyến khích những tên công an phường xã đi tước đoạt của cải đất đai của người dân. Chúng đã quy động lực lượng quân đội đến tại các làng xã mà người dân không đồng ý trao những cái mảnh đất của họ cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trưng dụng. Chúng ngang nhiên dùng quân đội, vũ khí để tấn công vào người dân. Bằng chứng là tại xã gọi là nơi mà cái ông Lê Đình Kình đang sinh sống đó, và ông bị giết đó, thì chúng tôi sẽ nhớ lại và sẽ nói cho quý vị nghe. Xã Đồng Tâm, đúng vậy, tại xã Đồng Tâm, nơi mà những người này đã từng đi theo Cộng sản, đã từng là công cụ của Cộng sản. Những người này tuổi đời đã 80, con cháu của họ và chính họ cũng đã đi theo Cộng sản. Tuổi đảng của họ là trên 50 năm. Thế nhưng cuối cùng, họ đã bị công an, công lực, quân đội của Cộng sản tấn công, dùng vũ khí đạn dược, giết hại một cách thê thảm. Vậy thì chúng ta là những người dân, chúng ta có sức mạnh gì? Chúng ta dùng vũ khí gì để chống lại với bọn tà quyền Cộng sản này? Và chúng ta làm sao mà lại đi đệ đơn, để khiếu kiện lên Trung ương của những tên cướp đảng, những tên cướp của giết người để chúng xét xử cho chúng ta? Làm gì có công bằng, công lý nơi mà bọn cướp đang thao túng, đang nắm toàn bộ quyền hành sinh sát trong tay. Chúng ta hãy nhìn cho thật là thấu đáo và hãy nhìn cho rõ bộ mặt của tên Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Hắn đã đến các nước phương Tây và đang khiêu khích tinh thần của dân tộc Việt Nam, đang cười cợt trên sự ngơ ngáo của những người Việt Nam chưa nhìn nhận ra được bản chất thâm độc, tàn ác, cướp của, láo xạo của Cộng sản Tàu Cộng và Cộng sản Việt Nam. Vì sao chúng cười cợt trên nỗi đau của dân tộc Việt Nam của chúng ta? Bởi vì rất là rõ ràng, chúng là những tên gián điệp đã được cài cấm vào Việt Nam. Chúng đang cướp của giết người, nhưng mà người Việt Nam của chúng ta đã không dám hoặc không mạnh dạn trưng cầu dân ý, hoặc là đã bị chúng kìm kẹp đến độ không còn cái tiếng nói của chính mình nữa. Chúng ta hãy cho chúng biết mặt
bằng cái vũ khí lợi hại nhất của chúng ta. Mỗi người Việt Nam đều có quyền trưng cầu dân ý. Bởi vì Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân đã bắt buộc Cộng sản phải ký cái luật trưng cầu dân ý qua Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ. Cộng sản Việt Nam đã hứa với Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ là họ sẽ để cho người dân Việt Nam tự quyền trưng cầu dân ý qua luật trưng cầu dân ý đã được phổ biến trên các trang mạng vào năm 2016. Nếu như chúng ta không có tận dụng cái sức mạnh này thì đương nhiên tên Tô Lâm và bè lũ của chúng đang ăn mừng trên sự đau khổ của những người Việt Nam của chúng ta. Đức Quốc Công rất đau đớn. Ngài đang mong chờ chúng ta một lá phiếu thiên thời địa lợi. Nếu như chúng ta còn không nhìn ra thì sự khiêu khích và cười cợt khinh bỉ của Tàu Cộng đối với dân tộc Việt Nam của chúng ta, thì chúng ta nghĩ sao đây? Chúng ta là thành phần nào trong những thành phần mà đang câm nín, không biết nói lên tiếng nói chính nghĩa quốc gia dân tộc, không dám trưng cầu dân ý? Chúng ta hãy đặt mình vào trong một trong những thành phần. Chúng tôi là những người đã trưng cầu dân ý, đã đứng ra đạp mặt tên Hồ Chí Minh và Mao Trạch Đông. Có nghĩa là chúng tôi đứng trong thành phần người Việt Nam nhìn nhận ra được trắng đen thiện ác chính tà và không sợ cộng sản, không khiếp nhược trước bạo quyền. Chúng tôi thuộc thành phần con cháu hậu duệ của những đời vua và những vị anh hùng dựng nước và giữ nước của chúng ta. Chúng tôi quyết theo Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Minh Quân để chứng minh cho thế giới biết dân tộc Việt bất khuất, cương thổ Việt bất phân và nhân dân Việt bất ly. Mong rằng tất cả những người Việt Nam trên toàn thế giới hãy góp lá phiếu để ủng hộ cho tinh thần Việt Nam của chúng ta càng thêm mạnh mẽ, để Đức Quốc Công sẽ đại diện cho chúng ta lấy lại công đạo, công bình bằng chức vụ tổng thống của Ngài. Có nghĩa là một vị nguyên thủ quốc gia có đầy đủ quyền hạn của một chính phủ, một vị nguyên thủ được dân bầu ra, và Ngài sẽ đi theo cái nguyện vọng của người dân là triệt hạ đảng Cộng sản để đem ấm no hạnh phúc và cứu rỗi người dân của chúng ta thoát cảnh làm nô lệ cho Tàu Cộng. Đó là nguyên nhân chính mà Đức Quốc Công đang phải gánh vác trên đôi vai của mình. Một vị nguyên thủ quốc gia không phải để đi ăn những cái món thịt bò nạm vàng trong khi người dân đang cơ khổ, đang thiếu thốn, đang bị chết chóc, những cơn bệnh đang hoành hành. Những kẻ này đang thách thức chúng ta, hãy cho chúng biết tay nha quý vị, bằng lá phiếu trưng cầu dân ý của mình. Chúng tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần để chúng ta thấm thía cái sự mà bị Tàu Cộng khinh miệt đến độ chúng đã đi ra nước ngoài. Chúng cố tình đưa ra cho thế giới thấy rằng một dân tộc Việt Nam đang im lìm, đang chấp nhận cái sự gọi là cai trị của chúng. Nhưng chúng đã lầm. Chúng ta đang đi theo Đức Quốc Công và chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Chúng ta đang cất lên tiếng nói chính nghĩa của mình, chuyển tải về tiểu sử của Đức Quốc Công những việc làm thiết thực có lợi ích cho quốc gia dân tộc mà do Đức Quốc Công Ngài đã cống hiến cho quốc gia dân tộc của chúng ta. Chúng ta không hèn, chúng ta không phải là những kẻ đuôi mù, mà chúng ta thấy rất rõ
chúng ta biết rất rõ âm mưu thâm độc của Tàu Cộng, cho nên chúng ta mới ký đơn đạp mặt tên gián điệp Hồ Chí Minh và tên Mao Trạch Đông. Thành viên đồng nhiệm của chúng ta đã lên đến gần 100.000 người. Vậy thì quốc tế có nghe thấy tiếng nói của chúng tôi hay không? Các nước tư bản hãy ngưng ngay cái việc mà chấp nhận những tên Cộng sản Việt Nam đến đất nước của mình. Có nghĩa là hãy cùng với coi như là đội cảnh sát của quốc tế do Đức Quốc Công Tổng thống Đào Minh Quân thành lập, truy nã, bắt những tên tội phạm này và hãy đền tội. Thì như thế, những chính phủ ở các nước tư bản mới có đầy đủ cái tính năng là một chính quyền. Những người có đạo đức, những người biết phân biệt trắng đen, thiện ác, chính tà. Đây là lời nói của đại biểu Triệu Lệ Trinh, đại biểu của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đại Tam Việt Nam Cộng Hòa, kêu gọi các nước tư bản, nhất là các nước đang muốn làm ăn hay là bắt tay với những tên tàu quyền Cộng sản Việt Nam, thì các vị hãy xem lại cái hành động của mình, những việc làm của mình. Chính phủ của chúng tôi, Đức Quốc Công của chúng tôi luôn luôn mong mỏi các vị sẽ giúp đỡ cho người dân Việt Nam của chúng tôi trong những cái thời điểm khó khăn, trong những thời điểm dịch bệnh COVID. Mong muốn các vị tài trợ thuốc men cho đất nước của chúng tôi. Nhưng không phải là các vị phải bắt tay với Cộng sản Việt Nam hay tạo điều kiện cho Cộng sản Việt Nam cướp tài sản quốc gia dân tộc của chúng tôi để ăn trên ngồi trước trên sự đau khổ của đồng bào của chúng tôi. Đây là lời nói của người Việt Nam. Không đồng ý, không đồng tình với những việc mà các nước đã làm, như là tiếp nhận những tên Cộng sản Việt Nam đi vào đất nước một cách gọi là dưới cái tính cách là đại diện cho chính phủ của nhân dân Việt Nam. Chúng tôi không chấp nhận Cộng sản là chính phủ của chúng tôi, bởi vì chúng tôi đã có Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là một chính phủ do dân và vì dân. Tà quyền Cộng sản chỉ là một lũ cướp, và chúng đang cướp, chúng đang ăn tàn phá hoại, và chúng đang ăn cả xương tủy của người Việt Nam của chúng tôi. Mong các vị hiểu điều này. Trân trọng, kính chào, tạm biệt Đức Quốc Công Tổng thống Đạo Minh Quân, Bộ Tư lệnh Chiến lược Toàn quốc, quý giới chức đồng nhiệm cùng đồng bào Việt Nam trên toàn thế giới. Mong rằng các người trẻ ở trong đất nước Việt Nam nhìn ra được sự trơ trẽn, sự khinh miệt, sự cười cợt của tên Tô Lâm, Bộ trưởng Công an Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc Việt Nam của chúng ta như thế nào. Chúng ta hãy trưng cầu dân ý qua đường link 3chữ W.tcdy.us. Chúng tôi sẽ truyền tải, chúng ta sẽ vào một trong các đường link sau đây. Bây giờ chúng ta sẽ vào một Facebook, bất cứ Facebook nào của những người bạn của chúng ta, của cá nhân chúng ta hay là YouTube, thì chúng ta sẽ nhấp vào phần bình luận. Chúng tôi sẽ nhấp vào phần bình luận và sẽ ghi lên đó đường link trưng cầu dân ý. www.tcdy.us. Và chúng ta sẽ gửi lên. Chúng tôi đã gửi lên xong.
Và chúng ta sẽ thấy đây. Đường liên trưng cầu dân ý sẽ hiện ra. Năm 1991, rồi đây sẽ làm. Phần bình luận của chúng tôi sẽ tìm cái phần bình luận có. Nhấp vào đó và chúng ta sẽ thấy đường link trên cầu dân ý hiện ra nha quý vị. Chúng tôi sẽ làm tiếp theo. Chúng tôi thấy nó đâu. Đây, chúng tôi sẽ tìm. Đường link trên cầu dân ý chúng ta rất là chúng ta sẽ gặp rất là thường ở các trang của quý giới chức đồng nhiệm của chính phủ. Nhưng mà chúng ta hãy tự mình viết cái bình luận lên và chúng ta sẽ nhấp vào cái đường link đó. Đây thì chúng tôi đã viết và đã gửi lên. Thì chúng tôi đã thấy đường link trưng cầu dân ý đã hiện ra, chúng tôi click vào đó. Và trên màn hình của chúng ta đã hiện lên lá phiếu trưng cầu dân ý. Chúng ta cứ việc điền thông tin của mình vào: họ, tên điểm, tên, ngày tháng năm sinh. Ngày tháng thì chúng ta dùng hai chỉ số. Ví dụ như sinh ngày 1 thì chúng ta ghi 01, tháng 1 thì chúng ta ghi 01, hoặc tháng 9 thì chúng ta ghi 09. Và năm sinh chúng ta sẽ dùng 4 chỉ số. Ví dụ như chúng ta sinh năm 1970 thì chúng ta sẽ ghi 1970. Số nhà, tên đường, thành phố. Chúng ta hãy ghi thành phố Sài Gòn. Nếu như chúng ta ở trung tâm thành phố, tỉnh, zip code, có nghĩa là số mã vùng và tên của cái tỉnh đó. Quốc gia Việt Nam, nếu như chúng ta ở trong quốc gia Việt Nam của chúng ta. Số điện thoại nhà, số điện thoại di động, Facebook name, email, số bằng lái xe, số chứng minh nhân dân, căn cước đó, quốc tịch, chúng ta điền vào, người giới thiệu nếu có, nếu không có thì để là không, hoặc chúng ta ghi tên của chúng ta vào trong cái khung người giới thiệu cũng được. Tôi xin làm công dân Việt Nam Cộng Hòa, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, và bầu ngài Đức Quốc Công Đào Minh Quân, nguyên là Thủ tướng Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, làm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời. Và chúng ta quyết định có, click vào cái vòng tròn có chữ có. Nếu muốn tham gia chính phủ thì xin quý vị điền vào dưới, chúng tôi sẽ liên lạc với quý vị. Thì chúng ta click vào cái chữ có nếu mà chúng ta muốn tham gia. Và sau đó thì chúng ta sẽ được cái sự chỉ dẫn để làm đơn của quý giới chức đồng nhiệm trong ban hồ sơ. Hoặc nếu chúng ta biết làm thì chúng ta làm và gửi thẳng vào ban hồ sơ, và sau đó sẽ được ban hồ sơ chỉ dẫn thêm còn thiếu hay là đã đủ rồi như thế nào. Và quyết định có để chứng minh, chứng thực là chúng ta khai đầy đủ và sự thật vào chữ có, chúng ta click vào cái vòng tròn. Cuối cùng thì chúng ta bấm gửi đi trong cái khung màu vàng này. Và như thế chúng ta đã hoàn tất cái việc trưng cầu dân ý. Và sau khi mà chúng ta đã gửi cái lá đơn trưng cầu dân ý đi vào hệ thống, thì chúng ta sẽ nhận được tin nhắn từ hệ thống trưng cầu dân ý gửi cho chúng ta ngay tức khắc trên cái lá đơn trưng cầu dân ý. Trên đó sẽ có ghi là chúng tôi đã nhận được phiếu trưng cầu dân ý của quý vị. Và dưới đây là số căn cước, số IDOM. IDOM có nghĩa là cái số thứ tự, hoặc là số đó sẽ sau này làm căn cước cho chúng ta. Chúng ta ghi vào cái số đó để giữ lại, để khi nào mà chúng ta có
viết đơn hoặc là nhờ chính phủ cứu giúp cho chúng ta cái vấn đề gì đó, thì chúng ta sẽ ghi cái số trưng cầu dân ý vào để chính phủ và các đồng nhiệm biết được mình đã trưng cầu dân ý vào thời điểm nào, đã có đóng góp trong cái công cuộc cứu dân giúp nước như thế nào, và chúng ta sẽ có cái quyền lợi hơn những người mà chưa có trưng cầu dân ý. Có nghĩa là chính phủ sẽ giải quyết những cái khó khăn cho những người mà đã trưng cầu dân ý trước tiên, còn những người mà chưa có trưng cầu dân ý hoặc không có trưng cầu dân ý đó thì chính phủ cũng sẽ giải quyết, nhưng mà trình tự có nghĩa là theo cái trình tự ưu tiên, và đến những người không được ưu tiên thì sẽ được giải quyết sau cùng. Đó là cái lời mà của chúng tôi sẽ đã gửi đến quý vị ngày hôm nay. Chúng tôi cũng sẽ gửi đến quý vị một bài thơ Đức Quốc Công đã viết để góp phần cho cái phần livestream của chúng tôi cất lên cái cảm tưởng của chúng tôi qua những cái bài thơ của Đức Quốc Công, qua những tuyệt tác phẩm của ngài Đức Quốc Công đã viết. Chúng ta sẽ nghe một bài thơ sang mùa nha quý vị, vì bài thơ sang mùa đối với chúng tôi là một bài thơ mà ngài nói lên được tất cả cái viễn cảnh và từng cái hoàn cảnh của mỗi cá nhân của chúng ta trong thời đại hiện nay và cái thời trước đó, có nghĩa là những năm về trước. Chúng ta vẫn lưu lạc, nhưng mà chúng ta vẫn không biết được cái mối nguy cơ của dân tộc Việt Nam, và chúng ta cũng không có tận dụng được cái gọi là dân được sống trên đất nước tự do này để nói lên những lời chính nghĩa, để kêu gọi người dân thức tỉnh từ rất lâu lắm rồi. Nhưng mà thật sự chúng ta đã sống một cái cuộc sống mơ mộng, ảo quyền. Chúng ta đã nhìn một cái xã hội rất ư là đơn giản, cho nên chúng ta đã bị Tàu Cộng đưa đẩy chúng ta vào trong cái bẫy rập của chúng, bởi vì chúng rất là gian ngoan, điêu ngoa, xảo trá. Cho nên làm sao mà chúng ta nhìn nhận ra được nếu như chúng ta không có một người lãnh đạo đã sáng hóa cho chúng ta, hoặc giả chúng ta không trải qua những cuộc thăng trầm, những cuộc khổ đau, đã bị cộng sản cướp bóc đến đổi không còn nhà, không còn cửa, thì có lẽ chúng ta không bao giờ nhận thấy được sự âm mưu của Tàu Cộng, sự gọi là xâm lăng không tiếng súng của Tàu Cộng. Cho nên chúng tôi sẽ trình bày tác phẩm mà Đức Quốc Công đã cảm tác, có tên là Sang Mùa. Rủ nhau bay
còn nhớ tiếng kêu để gọi bay, hay là lạc lõng chim âu lạc thế thảm đời trai, một gã sai tình, sai nợ, sai men rượu, sai giấc nam kha, giấc mộng ngày. Âu ở tháng bảy mưa bên đầu bạc con tim đỏ, bên mái đầu xanh mắt keo mây, trường giang sóng vỗ như vô tận, trong ánh mắt em lúng vơi đầy trong ly rượu cạn cơn đau tôi để khúc sang mùa vẫn còn ở đây, Nam Quán đầu thu năm 1999. Chúng tôi xin trân trọng kính chào tạm biệt. Kính chúc Đức Quốc Công, quý giới chức đồng nhiệm trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, một ngày Chủ nhật đầy hồng ân Thiên Chúa. Kính chúc cho những người Việt Nam của chúng ta trên toàn thế giới được hồng ân Thiên Chúa soi sáng, soi đường, dẫn dắt chúng ta đến con đường chính nghĩa quốc gia dân tộc, trở thành những người Việt Nam yêu nước chân chính, nhận ra được âm mưu thâm độc của Tàu Cộng. Chúng ta sẽ trở thành những người Việt Nam có tinh thần dân tộc, trách nhiệm, và chúng ta đóng góp lá phiếu để chính thể quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do Đức Quốc Công lãnh đạo mau chóng trở về nước và cùng với quốc tế và thế giới trừng phạt những tên tội phạm quốc tế, những tên Tàu Cộng đã biến đất nước của chúng ta thành một đất nước hoang tàn, đổ nát. Hơn 1 triệu người từ Bắc vào Nam đã hy sinh trong cuộc chiến trước năm 1975 và còn tiếp diễn. Vì dịch bệnh virus corona, vì Tàu Cộng đến đất nước của chúng ta xả chất độc hại để giết hại đồng bào của chúng ta, vì Cộng sản tham tàn đã làm tai sai cho Tàu Cộng, bán đất nước của chúng ta cho Tàu Cộng, biến đất nước của chúng ta
thành một tỉnh lỵ của Tàu Cộng. Nếu như chúng ta không biết cất lên tiếng nói cùng với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời, đem tội ác của Cộng sản Việt Nam ra trước ánh sáng công lý của thế giới, thì đương nhiên chúng ta sẽ là những kẻ lưu vong, không tổ quốc và không thể nào xứng đáng là một người Việt Nam, không thể xứng đáng là con cháu của dòng giống Lạc Hồng. Chúng ta không còn là người Việt Nam, chúng ta sẽ trở thành những kẻ lưu vong, không có nguồn cội tổ tiên ông bà. Trân trọng kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý giới chức đồng nhiệm cùng đồng bào Việt Nam trong chương trình livestream kỳ tới. Trân trọng kính chào tạm biệt.